Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến cái tổ chức làm Sa. Và Sa dạo này đang rất là bận nha, đang nấu cao với lại trồng cái dược liệu. Đấy, mọi người không được nháy máy nha. Có gì gọi điện cho số Sa, số 0962 792 576 hoặc liên hệ Zalo với Sa nhé. Mọi người không nháy máy nhé, Sa đang rất là bận, không có thời gian. Và hôm nay Sa bớt chút thời gian để chia sẻ mọi người một cái thuốc rất là hay nhé. Cái này tốt cho sinh sản cả nam lẫn nữ. Đấy. Và đặc biệt nó tăng cường chức năng sinh lý nữa. Và trước mặt mọi người chính là cái chiên mua chùm nhá. Sa đang rửa để chúng ta sẽ tách lõi. Sa sẽ rửa sạch đất và sẽ tách lõi và mang đi phơi. Chiên mua chùm có tác dụng là làm mát hoặc làm dịu cơ thể, có tác dụng chữa ho này. Và làm tăng khả năng sinh sản ở nữ giới hoặc nam giới nha. Những ai mà đang thụ thai rất lâu mà không có thai có thể dùng ngay thiên mua chùm này nhé. Nó giúp cân bằng nội tiết hoặc là chữa các bệnh liên quan đến nội tiết đấy. Hoặc là trứng kém đấy. Nó có tác dụng hỗ trợ đấy. Nam giới yếu tinh trùng cũng thể sử dụng cái này nhá. Ngâm rượu uống rất là hay, nó rất là thơm. Sau khi rửa sạch để ráo nước, Sa sẽ tách lõi nhá. Công việc tách lõi rất là lâu nhá. Sa đã phải dùng 3 người để tách đấy. Ta sẽ tách lõi đi, nói nó có độc, ta sẽ phải tách đi nhá. Sau khi tách xong chúng ta sẽ mang đi phơi, chúng ta sẽ phơi xong chúng ta sẽ ngâm rượu hoặc là nấu cao cũng được. Và ta sẽ đem nấu cao, một phần nấu cao và ngâm rượu nhá. Và đây sau khi một hồi thì ta đã tách xong nhá, được rất là nhiều rồi. Và đây sau khi đã khô nhá, ta đã cho vào nồi để nấu cao nhá, nấu để gửi đi cho mọi người. Những ai mà cần thì liên hệ với Sa nhé. Cao thêm môn chùm nhé, tác dụng rất tốt cho việc sinh sản ở nam giới và nữ giới. Bây giờ cần mình được một tí này. Sa nhà ngoại sẽ đóng vào chai nhé. Và sẽ gửi đi cho mọi người. Ai cần thì liên hệ trực tiếp với Sa. Sa sẽ gửi đường nguyên liệu cho mọi người. Cao rất là đẹp. Sa sẽ lấy cho mọi người xem. Cao đấy, cao thiên môn chùm này. Đẹp. Và đây là phần thiên môn chùm đã Sa đã để ngâm rượu nhé. Sa sẽ ngâm với lục thông dung 3 kích kể từ. Đấy, chúng ta sẽ ngâm sau 1 tháng chúng ta sẽ sử dụng thôi. Mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng 1-2 chén nhỏ. Và đây là cây giống thêm một chùm nha, Sa đã nhân giống được một tí. Đấy. Lá nó là lá kim. Đấy. Và cái phần măng này. Phần măng này chúng ta có thể xào nấu ăn rất là ngon đấy. Sa đang ươm. Mọi người có nhìn rõ. Đấy. Lá nó là kim nha. Sa sẽ mang đi dòng. Vâng, vừa rồi Sa có chia sẻ một phương pháp chữa yếu sinh lý hay là xuất tinh sớm từ cái thiên môn chùm. Mọi người cần rượu hay là cần cao liên hệ với Sa nhé. Và sau đây Sa kết thúc video tại đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ cho Sa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.